Mặt trên có đèn hiển thị rất đẹp mắt, mà không phải để chill thôi đâu, còn có thể dùng làm đèn ngủ nữa. Và độ sáng thì có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu của mọi người nhé. Máy lọc không khí thì chắc nhà nào cũng có rồi, bởi vì không khí hiện nay thì khá là ô nhiễm và còn có nhiều tác nhân gây bệnh nữa. Cho nên nếu như nhà bạn chưa có thì nên sắm một chiếc nha. Không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe mà còn giúp thanh lọc bầu không khí ở trong nhà nữa. Ví dụ như là chiếc máy lọc không khí đến từ Lock & Lock này cũng sẽ là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc. So về giá thành thì chiếc máy lọc không khí đến từ Lock & Lock có đèn phát sáng, tạo cho máy cảm giác hiện đại hơn rất nhiều. Có thể các bạn cho rằng đèn này không quá quan trọng, nhưng khi Quỳnh trải nghiệm thì thấy có vẫn hơn. Mặt trên có đèn hiển thị rất đẹp mắt, mà không phải để chill thôi đâu, còn có thể dùng làm đèn ngủ nữa. Và độ sáng thì có thể thay đổi tùy thuộc vào nhu cầu của mọi người nhé. Khi các bạn bật các chế độ quạt khác nhau thì đèn cũng có sự thay đổi tạo nên hiệu ứng đẹp mắt. Đèn này có thể chuyển màu với độ chuyển rất mượt mà giữa các tông màu, không gian làm việc hoặc nơi thư giãn cũng trở nên hiện đại hơn. Hoặc nếu các bạn muốn đèn sáng hơn hoặc mờ hơn thì cũng có thể tùy chỉnh thông qua một nút bấm duy nhất. Đó là ưu điểm đầu tiên của một chiếc máy lọc không khí có đèn phát sáng. Ngoài ra, chiếc máy lọc này thì đến từ thương hiệu Lock & Lock, vốn rất nổi tiếng về việc chế tác các sản phẩm từ nhựa, cho nên là nhìn tổng quan ở ngoài thì máy cũng khá đẹp mắt và cứng cáp. Mặc dù máy khá nhẹ nhưng không bị ọp ẹp hay tạo nên cảm giác mềm yếu, nên mang đến sự yên tâm rất nhiều trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, khả năng gia công của sản phẩm chưa quá xuất sắc, các bạn dễ bắt gặp các đường nối các chi tiết. Nếu mà nhìn kỹ thì không đẹp lắm, nhưng mà nhìn bình thường thì sẽ không ảnh hưởng gì đến thị giác cũng như hiệu quả lọc của máy. Và với một màu trắng tinh khôi như thế này, Quỳnh khuyên các bạn là nên vệ sinh thật kỹ cũng như là giữ gìn để tránh máy bị ố và chuyển sang màu cháo lòng nha. À, còn một điểm nữa mà mình rất thích ở sản phẩm này, thể hiện sự tinh ý của hãng, chính là phần nắp đậy. Trên nắp đậy có 4 chấm nhỏ tượng trưng cho 4 ngàm gài. Khi các bạn lắp thì để 4 chấm này ngay vào phần khuyết trên vỏ máy. Lúc lắp nhanh chóng và dễ dàng hơn nhiều. Bên trong là hệ thống lọc 3 lớp khá phổ biến hiện nay. Lớp lọc thô để giữ lại các chất bẩn có kích thước lớn như bụi thô, tóc, lông thú cưng. Lớp giữa có vai trò quan trọng nhất, có nhiệm vụ giữ lại các hạt bụi mịn siêu nhỏ, mắt thường không thấy nhưng gây hại cho sức khỏe cực kỳ. Và lớp cuối cùng là bộ lọc than hoạt tính sẽ giữ lại các chất gây mùi trong không khí. Nhờ vậy mà không chỉ bụi bẩn mà không khí cũng được thanh lọc, mang đến sự trong lành. Sau một ngày dài làm việc với rất nhiều khói bụi ở bên ngoài thì cơ thể của mình rất cần được refresh và phổi cũng cần được nghỉ ngơi. Cho nên các bạn chỉ cần về nhà, mở máy lọc lên, để cho máy hoạt động khoảng tầm 30 phút thôi là sẽ có ngay được bầu không khí sạch sẽ rồi. Bên cạnh đó thì máy cũng sẽ thông báo khi nào cần thay lõi lọc để đảm bảo chất lượng không khí luôn ở mức tốt nhất. Tuy làm sạch được không khí với thời gian khá nhanh nhưng máy cũng không quá ồn. Nếu bật hết công suất thì mới có thể nghe rõ được tiếng quạt rất lớn. Còn nếu bật chế độ ngủ thì tiếng quạt sẽ nhỏ hơn hẳn, độ ồn mình có thể hiện trên màn hình nha. Ngoài ra, các bạn cũng đừng lo lắng là máy lọc không khí mở thường xuyên sẽ gây hao điện. Mình có sử dụng thì thấy lượng điện thực tế tiêu thụ là rất thấp. Với mức tiền điện như vậy thì hoàn toàn xứng đáng để đầu tư cho việc bảo vệ sức khỏe. Vậy thì chiếc máy lọc này sẽ dành cho những ai? Với giá thành phải chăng cùng với tiện điện vận hành khá thấp, cho nên đây là một khoản chi phí cực kỳ xứng đáng để bảo vệ sức khỏe. Máy có ngoại hình đơn giản nhưng tinh tế, sẽ phù hợp để sử dụng trong những không gian yêu cầu tính thẩm mỹ như là phòng làm việc, phòng khách hoặc phòng ngủ trong các căn hộ hiện đại. Đèn chiếu sáng vừa giúp cho máy xinh hơn, vừa tô đẹp thêm cho không gian nội thất, mà còn mang đến ánh sáng cho không gian sử dụng, đặc biệt là dùng trong việc ngủ. Và nếu như các bạn cũng đang cần tìm một chiếc máy lọc không khí giống như là chiếc máy lọc này của Lock & Lock, thì hãy tham khảo ở trên website Điện Máy Xanh để biết thêm thông tin chi tiết cũng như là giá bán nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube Điện Máy Xanh để có thể theo dõi được nhiều video đánh giá sản phẩm chất lượng trong thời gian tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!